Buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp chính chủ xây ở, tọa lạc tại trục đường Dương Thị 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha. Một căn nhà rất đẹp, ngang 4m2, sâu vào 17m, thiết kế trệt lầng 3 lầu theo phong cách nhà phố hiện đại, nhà phố Tân cổ điển. Sẽ có được bố trí 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng chính Tây, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Thí Trạch. Một căn nhà rất là đẹp, rất là kiên cố nha quý vị. Và giá bán cực kỳ rẻ thôi. Giảm giá rất là mạnh, giảm từ 6 tỷ 7 xuống chỉ còn 6 tỷ 2 thôi nha. Giảm tới 500 triệu đồng. Và đây là con đường ngay trước căn nhà mình nha. Con đường rộng lên tới 20m, đường rất là rộng, nằm trong khu biệt thự cực kỳ đẹp mắt luôn nha quý vị. Có đèn đường, cây xanh, điện âm. Và xe hơi đậu trước cửa nhà thoải mái nha. Đường rất rộng, rất là thông thoáng luôn. Căn nhà mình giá bán bây giờ rất là rẻ, giảm giá chỉ còn có 6 tỷ 200 triệu đồng thôi. Vẫn còn bớt nha quý vị. Một căn nhà quá là đẹp luôn nha quý vị. Đường rộng, thông thoáng, đường thông luôn nha quý vị. Và chúng ta cùng theo chân em Hưng di chuyển vào khu bên trong. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt CNC cực kỳ dày và nặng phía bên ngoài. Khoảng sân 2m, anh chị đậu thoải mái tầm 4-5 cái xe máy phía bên ngoài. Phía trong đây là khu vực gara đậu ô tô. Gara ô tô thì chúng ta sẽ được ốp sàn gạch 80, gạch Ấn Độ. Và hai bên tường cũng được ốp gạch cao lên tầm 1m2, làm pháo chỉ nhựa Hàn Quốc và dán dây lên tường. Ngang 4m2, dài 17m, nhà mình có giá bán cực kỳ rẻ thôi. Chỉ có 6 tỷ 200 triệu đồng. Quý anh chị nào đã có nhu cầu mua hãy alo ngay trực tiếp về tới bên em Hưng nha. Một căn nhà rất là đẹp nha quý vị. Tặng sofa ra. Trên thì có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Giảm 500 triệu đồng rồi. Bây giờ hiện giờ thì chủ nhà đang rất là kẹt, cần xả gấp, bán lỗ, bán tháo. Giá quá là ngon luôn nha chị. Có tặng một bộ sofa ở đây. Di chuyển vào trong đây thì anh chị sẽ có được tặng rất là nhiều rượu ở dưới kệ gầm cầu thang. Và cầu thang sẽ được ốp đá hoa cơ sa mạc, trụ và tay vịn là gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly. Phòng bếp của chúng ta sẽ được làm tủ bếp gỗ sồi Nga, trên có đèn chùm, tích hợp quạt trần và chạy đèn led. Tường bên tay trái chúng ta sẽ được ốp gạch và có ốp đá trắng phía dưới, cũng như là dán kính cường lực nha, ngăn để tủ lạnh. Đây, căn nhà rất là đẹp, bếp cực kỳ dài và rộng thoáng mát. Giá bán rất là hợp lý, rất là rẻ thôi. Chỉ có 6 tỷ 200 triệu đồng, vẫn còn bớt một chút lộc. Đây, toilet phía dưới tầng trệt. Căn nhà quá là đẹp nha quý vị. Giá bán cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là rẻ. Chỉ có giá bán là 6 tỷ 200 triệu đồng. Nằm trong khu đồng bộ đường thông. Tầng lừng chúng ta sẽ được bố trí làm phòng tiếp khách. Ở đây thì được ốp nhựa PVC, dưới được ốp sàn gạch 80 và trang trí đèn chùm, tích hợp quạt trần, có cửa sổ đằng sau luôn nha. Anh chị có nhu cầu thì chúng ta hãy alo ngay trực tiếp về tới bên nhà đất Bắc Hưng nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới. Với một căn nhà giá rẻ hợp lý như này mà giá bán chỉ có 6 tỷ 200 triệu đồng thôi. Đấy, anh chị nào nếu mà muốn sở hữu hãy alo ngay nha. Cùng em di chuyển lên khu vực phía trên. Khu vực lầu 1, phòng ngủ 1-2. Phòng ngủ cũng được ốp sàn gạch 80 luôn nha mọi người. 80 gạch bóng kính giả đá rất là đẹp. Phòng ngủ rộng, có đi sàn đều máy lạnh. Phía ngoài thì chúng ta sẽ có cửa nhôm xi pha, lan can toàn bộ là nhôm đúc. Ban công đúc 1m2. Đường rất là rộng. Khu nhà đẹp. Rèm cửa đầy đủ. Khu vực toilet thì có lavabo bồn cầu, vòi inox. Phía phòng số 2 này có cửa sổ đằng sau nha. Phòng ngủ này rất là rộng. Đi sàn đông máy lạnh, dán dây tường. Và phía trong thì có toilet riêng.
Anh chị nào nếu mà muốn sở hữu căn nhà đẹp giá rẻ này hãy alo ngay về tới bên em, và hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông YouTube để theo dõi những video mới nhá. Nhà hướng chính tây nha mọi người, xây rất là đẹp, rất là kiên cố và chắc chắn. Tiến lên trên sẽ là khu vực lầu 2, phòng số 3, số 4 nhá. Thì cũng giống như bên dưới thôi. Lại phòng ngủ rộng rãi thoáng mát, chưa làm nội thất. Có đường ống máy lạnh, wifi, truyền hình đầy đủ hết rồi. Về anh chị sắm thêm nội thất nữa là ok nha. Đây là phòng số 4 này. Và lên trên sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng. Trên này cái phòng này muốn làm phòng ngủ cũng được, làm phòng thờ cũng được. Phòng này cũng khá là rộng luôn, có toilet ở đây luôn nha. Đây toilet số 6 nha quý vị. Ở phía sau sẽ là khu vực sân thượng sau cho anh chị giặt phơi đồ. Trên được đúc mái hết rồi, có cầu thang sắt di chuyển lên trên, là khung sắt kín ngon lành hết nha. Dưới thì được ốp gạch sạch sẽ. Đấy, căn nhà giá rất là ngon, làm cực kỳ là kiên cố. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.